Chào các bạn, có khi nào các bạn tự hỏi tại sao khi điện thoại chúng ta báo còn 1% thì chúng ta vẫn có thể sử dụng lâu hơn so với 1% thông thường? Có phải nhà sản xuất đã cố tình làm vậy để chúng ta có thêm thời gian đi tìm bộ sạc và ổ cắm điện? Điều đó sẽ được lý giải ngay sau đây. Bạn đã từng thấy điện thoại của mình tụt pin một cách chóng mặt, từ 100% tụt xuống 1% nhanh chóng, nhưng khi nó dừng lại ở 1% thì sử dụng mãi mới chịu sập nguồn. Một số thiết bị điện tử cũng giống như chiếc điện thoại của bạn vẫn sẽ hoạt động khá lâu trong khi pin đã báo yếu, nhưng đây chắc chắn không phải là chủ ý của nhà sản xuất, chỉ là do thiết bị đo pin không được chính xác hoàn toàn. Khác với đồng hồ báo xăng dầu trên ô tô, xe máy, việc báo xăng dầu còn lại trên xe rất chính xác, còn đối với pin thì là một chuyện khác. Các thiết bị điện tử không biết các phản ứng hóa học bên trong của một cục pin như thế nào, nên việc đưa ra các thông báo chính xác là điều mà các thiết bị điện tử chưa làm được. Các thiết bị điện tử nói chung và điện thoại nói riêng thì việc đưa ra con số phần trăm pin là ước tính tương đối bằng cách đo điện áp cũng như hiệu điện thế của pin. Khi pin đầy, điện áp sẽ lớn nhất, còn khi pin cạn, điện áp sẽ là thấp nhất. Các thuật toán phức tạp sẽ được thực hiện cộng với việc bạn sử dụng nhiều hay ít ứng dụng và thói quen sử dụng của bạn để đưa ra con số gần chính xác. Khi điện áp gần về thấp nhất, điện thoại sẽ báo cho chúng ta biết là còn 1%. Nhưng một số trường hợp, thuật toán cũng có thể nhầm lẫn về dung lượng pin còn lại, nên 1% không có nghĩa là điện thoại sắp phải sập nguồn. Đôi khi pin chúng ta sử dụng quá lâu sẽ dẫn đến tình trạng chai pin, và điều đó cũng làm ảnh hưởng không ít đến thuật toán và sẽ đưa ra con số không chính xác. Việc điện thoại bạn sập nguồn cũng không có nghĩa là pin của bạn đã cạn hoàn toàn năng lượng. Chúng vẫn còn khá nhiều năng lượng, nhưng khi pin yếu, điện áp sẽ không ổn định và thấp hơn, nên có thể làm điện thoại hoạt động không bình thường. Bạn có bao giờ tự hỏi là con vịt, con gà có 2 chân, con ngựa, con mèo có 4 chân, con gián, con dế có 6 chân, con bò cạp có 8 chân, con rết có từ 30 đến 354 chân. Có một điểm chung trên các loài động vật kể trên là số chân của chúng đều là số chẵn. Không có bất cứ sinh vật nào trên trái đất sở hữu 3, 5 hay 7 chân. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lại như vậy chưa? Nhưng có một số trường hợp ngoại lệ, sinh vật có 3 chân như sinh vật giả tưởng, phim ảnh hay tưởng tượng. Một số động vật bị đột biến hoặc bị tai nạn, nhưng nói chung không có sinh vật nào khỏe mạnh bình thường mà lại sở hữu số chân lẻ. Sở dĩ không có sinh vật sở hữu số chân lẻ vì hầu hết các loại sinh vật trên trái đất đều sở hữu cấu trúc đối xứng. Vì sở hữu cơ thể cấu trúc đối xứng nên số lượng chân của chúng luôn là chân chẵn. Giống như bạn có 2 mắt, 2 tai và 1 mũi, 1 miệng đối xứng với nhau vậy. Sự thật là do bộ gen này đã theo chúng ta và các loài sinh vật vào những ngày đầu tiên. Đó cũng là lý do khiến những hoa thạch ba chân chưa bao giờ được tìm thấy. Cá sấu có thể nhịn đói suốt cả năm. Cá sấu là loài động vật hung dữ, không từ chối thức ăn gì, ngay cả con người. Sau những thành quả đi săn với cái bụng no căng của chúng, một con cá sấu trưởng thành có thể nhịn đói từ 4 đến 5 tháng. Có trường hợp đã được ghi nhận là suốt cả năm mà không cần ăn gì. Đó là nhờ quá trình ngủ hè của chúng, cũng giống như các loài khác. Cũng có quá trình ngủ đông, nhưng chỉ khác là chúng ngủ vào mùa khô và nóng. Chúng sẽ ngủ để bảo toàn năng lượng bên trong cơ thể đến khi hết mùa khô, vì mùa khô lượng thức ăn sẽ khan hiếm. Khi mùa khô qua đi, chúng lại thức dậy và đi săn như bình thường. Nếu các bạn thấy video như thế này bổ ích, hãy nhấn cho mình nút đăng ký kênh và like video. Bạn có thể chia sẻ video này cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn.